Thưa quý vị, doanh số bán hàng của hai hãng bán lẻ Walmart và Home Depot tăng cao hơn dự kiến là động lực chính thúc đẩy chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày thứ ba, 16 tháng 8. Theo các dự báo mới nhất, thì doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 có thể đạt mức tăng nhẹ 0,1%, giảm tốc đáng kể so với mức tăng 1% trong tháng 6, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn đang ở mức cao. Trong khi chờ đợi các số liệu chính thức được công bố, thì giới phân tích hiện đang dành sự chú ý tới kết quả kinh doanh quý 2 của hai hãng bán lẻ lớn là Walmart và Home Depot. Theo nhật báo phố Wall, thì doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến của Walmart tại Mỹ đã tăng 6,5% trong quý kết thúc vào ngày 29 tháng 7. Doanh thu tăng 8,4% lên gần 153 tỷ đô la. Còn với Home Depot, doanh thu dòng trong quý 2 đã tăng lên gần 5,2 tỷ đô la. Giá dầu tiếp tục ghi nhận một phiên giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua do những lo ngại về triển vọng nhu cầu dầu. Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 2,9% tương đương 2,76 đô la Mỹ trong phiên này, xuống 92,34 đô la Mỹ một thùng, sau khi có thời điểm xuống 91,71 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 khi xung đột Nga Ukraine bùng phát. Trong khi đó, giá dầu WTI mất 3,2% giá trị, tương đương 2,88 đô la Mỹ, xuống 86,53 đô la Mỹ một thùng, sau khi có thời điểm giảm xuống 85,73 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Giá bán lẻ xăng tại Singapore theo dữ liệu gần nhất là 107,64 đô la Mỹ một thùng với xăng A92 và 111,58 đô la Mỹ một thùng với xăng A95. Lạm phát của Anh tháng 7 đã tăng lên mức kỷ lục mới trong 40 năm qua do giá lương thực tăng làm trầm trọng thêm khủng hoảng phí sinh hoạt ở nước này. Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của Anh trong tháng 7 đã tăng lên 10,1% từ mức 9,4% trong tháng 6. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm tăng, chủ yếu là bánh mì, ngũ cốc, sữa, phô mai và trứng. Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Anh dự báo lạm phát có thể lên tới trên 13%, mức cao nhất kể từ năm 1980, có nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái kéo dài đến cuối năm sau. Số liệu từ công ty theo dõi hàng không Sobi Aviation cho thấy là từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, thì sân bay Changi tại Singapore đã đón tiếp 7,3 triệu hành khách và trở thành sân bay có lượng khách quốc tế lớn nhất châu Á. Ở chiều ngược lại thì sân bay quốc tế Hồng Kông đã không giữ được vị trí dẫn đầu của mình khi chỉ đón được 591.000 hành khách trong 3 tháng. Con số đáng thất vọng này đã khiến sân bay quốc tế Hồng Kông tụt xuống vị trí thứ 30. Trung Quốc nói chung và Hồng Kông nói riêng thì vẫn đang tiếp tục theo đuổi chính sách zero covid. Với chính sách này thì du khách được yêu cầu phải xét nghiệm và kiểm dịch tại khách sạn khi đến nơi. Điều này khiến sân bay quốc tế Hồng Kông đánh mất vị thế của mình và bị nhiều sân bay nhỏ hơn tại châu Á vượt mặt. Sau 3 năm thử nghiệm, thì Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc phát triển đồng nhân dân tệ điện tử. Tổng giá trị giao dịch của nhân dân tệ điện tử từ cuối năm 2019 đến hết tháng 5 vừa qua là 83 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12 tỷ đô la. Trung Quốc đang rất kỳ vọng vào đồng nhân dân tệ kỹ thuật số với kế hoạch hàng trăm triệu người sớm sử dụng đồng tiền này. Thế nhưng vẫn có những rào cản khó vượt qua khi đồng tiền này có giá trị giao dịch rất nhỏ so với Alipay, WeChat Pay và nhiều rào cản khác nếu muốn số đông chấp nhận. Gần 4,6 triệu nhà bán hàng đã chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Người dân sử dụng nó để mua sắm, ăn uống, trả thuế, trả lương nhân viên. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn còn phải đi một chặng đường dài để chinh phục thị trường. Giao dịch bằng nhân dân tệ kỹ thuật số hiện vẫn còn rất nhỏ so với khối lượng thanh toán qua hai nền tảng thống trị là Alipay và WeChat Pay. Chỉ riêng giao dịch hàng tháng của Alipay đã đạt trung bình 10.000 tỷ nhân dân tệ tương đương với gần 1.500 tỷ đô la Mỹ. Muốn thu hẹp được khoảng cách đó, chính phủ Trung Quốc phải đầu tư lớn vào công nghệ để xử lý được khối lượng giao dịch khổng lồ, họ cần chi hàng tỷ nhân dân tệ để xây dựng trung tâm dữ liệu, bổ sung máy chủ và tăng băng thông. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng phải thiết lập và sửa đổi các quy định hiện hành về tài chính, thuế, kế toán và thống kê không phù hợp với đồng nhân dân tệ điện tử. Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử. Đồng tiền này đang được thí điểm tại 23 thành phố và khu vực thuộc 15 tỉnh thành. Tuy nhiên, việc mở rộng sẽ gặp thách thức vì người tiêu dùng đã quen dùng Alipay và WeChat Pay. Với người tiêu dùng, chức năng cơ bản nhất của tiền tệ là phương tiện trao đổi hoặc thanh toán. Vì vậy, viện nghiên cứu tiền tệ điện tử của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phải sớm đạt được mục tiêu giúp đồng nhân dân tệ điện tử nhanh chóng đạt được trải nghiệm tương tự như tất cả các công cụ thanh toán khác trên thị trường. Các ngân hàng trung ương có hai lựa chọn phát triển tiền điện tử: một là tiền điện tử bán buôn, chủ yếu được phát hành cho các tổ chức như ngân hàng thương mại và phục vụ các giao dịch giá trị lớn; hai là tiền điện tử bán lẻ, được phát hành cho các cá nhân và doanh nghiệp để giao dịch hàng ngày. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã nhắm đến đồng nhân dân tệ điện tử là tiền điện tử bán lẻ. Quá trình quảng bá bắt đầu bằng việc các chính quyền địa phương tặng tiền cho người dân để mua sắm. Thâm Quyến hồi tháng 10 năm 2020 đã phát 10 triệu đồng nhân dân tệ điện tử để người dân chi tiêu tại các nhà hàng và cửa hàng. Các thành phố khác cũng làm tương tự. Tính ẩn danh hạn chế chính là một đặc điểm chính của đồng nhân dân tệ điện tử. Đồng nhân dân tệ điện tử có giá trị tương đương với đồng nhân dân tệ giấy, vì vậy nó nhằm mục đích thay thế tiền giấy. Mặt khác, nó cũng ngăn chặn và chống lại các hoạt động bất hợp pháp bao gồm rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế, bảo đảm yêu cầu về an ninh tài chính. Bước tiếp theo, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ thúc đẩy tích hợp đồng nhân dân tệ điện tử sâu hơn cho công chúng và doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý quỹ và dịch vụ trả lương cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ công như thuế và các giao dịch của chính phủ. Thách thức hiện nay là cải thiện việc sử dụng và sự gắn bó của đồng nhân dân tệ số với người dùng và người bán. Các khoản thanh toán theo lương và các giao dịch khác của công ty có thể giúp mở rộng việc sử dụng. Khi mọi người được trả lương bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thì họ sẽ phải chi tiêu nó. Việc ứng dụng đồng nhân dân tệ số đã vượt ra ngoài tiêu dùng. Kể từ tháng 6, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã cho phép khách hàng sử dụng đồng tiền này để mua các sản phẩm quản lý tài sản. Ngày 10 tháng 6 đã có hợp đồng bảo hiểm ô tô đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ số trong lĩnh vực tiêu dùng trả trước như cho thuê căn hộ dài hạn hay gia sư đã có nhiều trường hợp nhà cung cấp dịch vụ bỏ trốn với số tiền trả trước của người dùng đồng nhân dân tệ số được kỳ vọng ngăn chặn tình trạng này Tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Huawei Technology đã ra mắt nền tảng giám sát cho thuê căn hộ dựa trên đồng nhân dân tệ số đầu tiên ở Thâm Quyến. Vào tháng 5, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và chính quyền quận Phủ Điền Thâm Quyến cùng lập nền tảng trả trước đồng nhân dân tệ số đầu tiên cho ngành giáo dục. Theo các mô hình lưu ký dựa trên đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, tiền trả trước của người tiêu dùng được lưu trong ví kỹ thuật số cá nhân. Họ dùng đến đâu mới chuyển cho người bán đến đó. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp biến mất với tiền của khách hàng.